Lời bông ngọc sơn mến chào quý cô chú anh chị nha Hôm nay em có về uh, lô uh, bông giấy mỹ uh, nguyên thủy nha Thôi nha với bốn uh, 4 cây miệt quế Đế đẹp nha Bao bự luôn Bầu là bao sống bao xếp toàn quốc nha Đó đầu tiên cây 1A là miệt quế nha Lá sống bông chùm rất là đẹp nha Đó à. Nè mặt kể rất đẹp nha của bác anh chị Tại em để bao gì đăng khiên mới nổi nha nó hơi đây nữa nên em xử lý keo keo cho các anh chị ha cái này nó hơi lũa thôi chứ không gì của anh chị rất đẹp nha cây lớn nha bầu bảo đảm cho các anh chị luôn nặng hàng từ bảy sáu kg á rồi cây một a đầu tiên Việt quế nó có dáng nha anh chị nè các trời các anh chị chơi giống bay á Nó chiều cao thôi nghe cho các anh chị chiều cao từ mặt bầu cho là 92 mươi hai nó hoành thân đây nha Hoành thăng là 41 Đó à, em đó ở đây nha Phủ củ đế của nó là 60 Đầu à, tiên cây 1A à, em vô luôn với khu chú, chú bác anh chị là Đã mất tiêu rồi 1 triệu 800 ngàn Em bao sống bao ship toàn quốc Tại cái này bự nặng phí lắm các bác anh chị hai ba người khiêng đó nha Đó à. để đại nó hơi kéo ra cũng là clip mới đang nha các bác anh chị Cây 2A, đó bác anh chị coi không, ba bốn người khiêm mới nổi Bao đẹp nha, quá trời đẹp nha bác anh chị Đây, cây 2A Chiều cao đó 1m nha Đó, rất đẹp luôn nha để rất đỡ, đẹp, cực kỳ luôn Quanh hoang đây là 46 Rồi, cây 2A Mất tiêu giá luôn 1 triệu 700 em bao ship toàn quốc miệt quế lá sắn một chùm nha cái bông rất là thơm nha gần mùa mưa tới này sẽ chỗ bông thơm lắm nha em bao sống luôn cái rất là nặng nha bác anh chị rồi cây 3 a nó cái này bộ đế rất là đẹp nha còn thân nó hơi nhỏ nhưng bộ đế rất là đẹp ok luôn nha chi tàn đầy đủ cực kỳ đẹp nha chiều cao 1 mét 1 đó. Để là để nở rất đẹp. Hoành thân ở đây là 36. Em khởi khởi ra hũ bầu này ha. Đó. Cây ba em vô lưu với cô bác anh chị là. 1 triệu 500 ngàn. Em bao sống một ship toàn quốc tại cái bầu này lớn nha. Bao gì bảo đảm cho bác anh chị vô chậu rồi chơi luôn ha. Và thời gian qua cũng cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ clip của em nha. Ừ. Rồi cây bún ha. Em có chỉ có hai hai cặp nha các bác chị. là bốn cây. Đó, cái bốn á, cái a cao một mét luôn. Cây này còn bộ đế dữ hơn cây kia nữa. Đó, đế chùm nha. Rất là đẹp. hoành thân cây này là 38. Đó, em khỏi đâu phủ về này ha, các bác chị ta thấy bộ đế gật đẹp hết rồi ha. Đó. ba thân 38. Cây bốn em vô luôn với cô chú, chú bác anh chị là 1 triệu 300. trăm em bao ship bao sống toàn quốc nha cũng là hết nha anh chị em chỉ có bốn cây thôi nha cây nhà mới bán gì mấy anh chị rồi sau đây làm lên bông giấy nha cái à, cái ấy đâu rồi lấy cái ấy rồi rồi sau đây em làm lên cây bông giấy mỹ nha qua giấy mỹ rất đẹp lọ thôi nha mấy chị cây này dán đổ nha cây một cây số một dán đổ nha mấy chị đó à chiều độ của nó 50 cái gì đâu rồi ui sao cái đầu này Quay trời Quỳnh Thăng ở đây là 36 rồi cây số 1 em vô đuôi của bác anh chị là 550 000 Đó. không với Mỹ Nguyên Thủy luôn gặt luôn thì đứng quần cây số 2 à, dáng rất dáng đẹp nha Đó, chiều cao của nó là 50 hoành thăng là 31 rồi cây số 2 em cho lưu với cô chú bác anh chị là 500 ngàn em bao ship toàn quốc từ sách vô đây là cưng à, có cái cây này, cây số 3 cao nó là 55 từ từ thôi Quỳnh Thăng là 33 Cây số 3 em vô luôn là 400 Chồng của bác chị muốn chồng dáng này chồng nha Thì theo các bác chị thích ha Rồi cây số 4 Cao của nó là 80 Quỳnh Thăng là 35 Rồi cây số 4 em vô luôn là 500 luôn Đẹp cực kỳ nha Thẹo dít em cứ xử lý hết mà thẹo dít không còn nữa đâu nha cái chiếc này là về kỹ lắm nghe các bác anh chị cây số 5 cao của nó là 80 hoàn thân là 33 cây số 5 em vô luôn là 500 tay cho nhẹ nhẹ 500 cây số 6 cao nó là 60 hoàn thăng là 33 luôn cây số 6 450 ngàn rồi sống con ship toàn quắc luôn con giấy này các bác chị tưới nước xương là được rồi nha Rồi cứ để bầu yên gì đó cho nó nó ra chi cành rồi các bác chị vô chậu ha Cây số 7 Đủ dáng hết nha đó. Cao của nó là 50 Hoành thăng là 30 Hoành Thăng 30 nha các bác chị Đó cây số 7 em vô lưu là 500 Cái này đẹp lắm nha Khích kịch luôn nha củ đặc luôn cây số 8 cao là 80 hoành thang là 30 cây số 8 em giao lưu là 450 ngàn 450 đừng đưa tay trước cây số 9 quả trời cái này lớn cây cái bán chị buồn đó cao của nó là 80 nha Ủa đấy rất là bự nha Hoành thăng là 38 Cây số 9 đem vô luôn là 900 Cây này lớn cây lắm nghe các bác anh chị 900 Khỏi đo cũ Cây số 10 Có dán hết bác chị trồng dán này trồng Cây số 10 Cây cao nó là 55 Hoành Thăng là 36 Cây số 10 em vô luôn là 450 ngàn Bao sóng bao ship toàn quắc 450 Cây số 11 Đủ thứ dáng hết nha mấy anh chị Đó. Trồng dáng này cũng được Đó. Chiều cao của nó là 90 <laughs> dịnh, cái nhẹ lên đâu Hoành Thăng cho các bác thấy Hoành Thăng là 39 Cây số 11 em vô luôn là 500 500 cái số 11. Cây số 12. Cao nó là 90. Đó, cụ đế rất là đẹp nha. Cây số 12. Quanh thăng là 32. Cây số 12 em vô luôn là 400. Bao đẹp cho bác chị chơi luôn nha. Cây số 13. Cao 1 mét. Đó đặc khừ luôn nha mấy chị quần thăng là 35 cây số 13 em vô luôn là 550 000 550 cây số 14 cao 50 ở đây quần thăng là em trừ hao hết nha yên tâm nha quần thăng là 2, 26 cây số 14 em vô luôn là 350 000 đặc khừ cũ luôn 350 cây số 15 đó, dáng đẹp cực kỳ luôn vợ buồn đi cao 50 mươi đó bác chị muốn trồng dáng này trồng nha em cứ để xeo dáng cho bác chị coi đó hoành thăng là 30 mươi cây số 15 em vô lưu là 250 trăm năm ngàn rồi số một ship toàn quá mấy cây này có bác chị gì cứ để bầu yên tâm nha lỡ có công chuyện gì đi chưa trồng kịp bác chị để trong mắt tưới nước ha nó sẽ ra cành ra đầu hai vô chậu cũng được cây số 16 sáu cao một mét cứ yên tâm đừng có sợ gì chân á để gì à, tưới nước nó ra ra, ra hoa ra cành rồi hái vô chậu cũng được đó hoành thăng cái này là 33 cái cây số 16 em vô lưu là một triệu cái này lớn cây nha đó đẹp cực kỳ luôn cây số 17 cao khoảng 50 cụ để quái luôn ừ. hoành thăng là 30 cái số 17 em vô luôn là 300. 300 số 17. Đó. Dạ. Cái số 18. Cao 90. Đẹp cực kỳ luôn. Để đứng trên bắt cho cơ, cơ luôn. Hoành thăng là 35. Cái số 18 em vô luôn là 550 ngàn. 550. Cái số 19. Cao 90. Cụ để quái luôn nè thật khư luôn không thẹo dít gì chân nha bác chị quanh thăng là 33 cây số 19 em vô luôn là 500 Đó à. 500 cây số 20 cây này lớn cây nè đó. cao là 1 mét nghe bác chị củ đặc khừ luôn nha đó nằm như là con ếch luôn vậy đó, đó. số 20 dịnh đó. Dịnh. Hoành thăng là 43 Cái số 20 em vô luôn là 1 triệu 100 nha Cái cây này bự bầu nha mấy anh chị Đẹp cực kỳ luôn Này mấy chị ghép thái là cực kỳ luôn nha Có giá trị liền nha Cái số 21 Hàng này là hàng lớn rồi nha Đó. Cao khoảng 60 Có dáng thế hết trơn nha Củ đặc khư luôn Dịnh các em Hoành thăng là 41 cái số 21 em vô luôn là 1 triệu 100 luôn Cái nãy với cái này một cặp nha Lớn cây lắm các chị nằm như ăn ếch giống thịt cây nãy luôn nè Cái số 22 Cao 70 Đặc khư đẹp luôn nha Hoành thăng là 36 Cái số 22 em vô lưu là 600 600 ngàn 22 Cây số 23 cao khoảng 95 rất đẹp luôn đây là đặc khừ luôn nha các bác chị nặng chiều triệu luôn hoành thân là 36 Cây số 23 em vô luôn là 1 triệu 200 cái này cây lớn cây nha nên ngoài tao bán tới triệu mấy 2 triệu luôn nha bán gì cho bác chị mua chơi cây số 24 đó cao khoảng 1m 1 mét 1 1 còn mét 2 các bạn chị em trừ hao nha hoành thân là 30 cái số 24 em vô luôn là 600 Tông cao bác chị ghép nó thấy luôn Đó Cái số 25 cực kỳ đẹp luôn nha Cao khoảng 1m3 Ủa đấy rất là đẹp Đặc thừ luôn Đó Lạnh lặng mà liên lạc luôn nha Hoành thăng là 40 Cái số 25 em vô luôn là 1 triệu 300 Cái này rất đẹp nha Cái này ở ngoài ta bán từ 1 triệu rưỡi Chứ 7-8 luôn nha Cây số 26 cao 1 m 1 đặc khừ nữa nè nha tới hàng khủng các bác chị em chơi hàng khủng không nha hoành thăng là 43 cái số 26 em vô luôn là 1 triệu 100 1 triệu 100 em bao sống một ship toàn quắc để tưới bầu ước rồi để trong mát đi có thời gian mất chị chồng cũng được đó nó ra sẽ ra đầy đủ 27 câu 55 à, đặc khừ luôn cũ á Hoành thăng ở đây là 42 27 em vô luôn là 500 Tôi sống một ship toàn quốc 500 Buồn anh quay cái tài 28 Cao 90 Đó Đẹp đẳng cấp luôn Hoành thăng là 33 28 em vô luôn là 500 500 ngàn 28 Nó cây này quái luôn 29 cao 1m1 đẹp cực kỳ đẹp luôn gịch gịch luôn hoành thăng là 45 cây số 29 em vô lưu là 1 triệu gián cao nha gián thế đẹp cực kỳ nha đó. cây số 30 cao khoảng 50 đẹp cực kỳ luôn đó Hoành thăng là 32 Cây số 30 em vô luôn là 500 532 Ủa 30 chứ 500 Số 30 Đó cây đẹp dữ nè Cây 31 Lớn cây cực kỳ lớn luôn nha Đó là hàng bonsai không có anh chị Cao có hàng bonsai có nha Hoành thăng là 43 Trực lắc luôn nha Cây 31 em vô luôn là 1 một, 1 một triệu 100 Bao sống một ship toàn quắc Rất đẹp cây luôn cây số 32 quả trời cây này đẹp nha cao khoảng 90 hoành thăng là 39 32 em vô luôn là 1 triệu 1 triệu nha cây lặn lặn liền lạc nha không thẻo nha đẹp cực kỳ những mấy cây có giá trị này em sẽ bảo đảm chắc ăn cho bác chị nha cây số 33 cây này là phải nói là lực lãm luôn cao khoảng 60 60 là em trừ hao đó nha mấy anh chị Hoành thăng là 47 luôn Hoành thăng là đẳng cấp luôn Cái số 33 vô luôn là 1 triệu 200 Cây này với cây nãy 1 triệu 3 là đẳng cấp đó Bự đẳng cấp luôn cái số 34 Đó à, đọc đời không Đó Cao khoảng 50 Dịnh cái, định cái mấy anh chị nó ghép lên thì đẹp lắm nha Một sai nha Hoành thăng là 36 34 em giao lưu là 450 ngàn 450 35 Cao là 1 mét Hoành thăng là 37 35 em giao lưu là 600 600 37 Phải không? 37 không? 36 trực lắc luôn Đẳng cấp nữa nè nha trong đây có mấy cây trực lắc là đẹp cực kỳ nha đó. khoảng 50 đặc hư luôn nha gọi dẫn cho Hoành thăng là 39 em đo trên nè dưới bốn mấy nữa nha rồi cái 36 vô luôn là 1 triệu 100 1 triệu 100 nha bác anh chị 37 cao khoảng 55 gần 60 đó nha Lát không mà nghe bác chị Hàng này hằng thứ đỉnh không nha Hoành thăng là 39 luôn cái số 37 vô luôn là 600 Mà cây này không bằng cây nãy nha Cây nãy đặc cũ hơn 38 Cao khoảng 70 Đó Cây của em là cây đặc đẳng Bự không nghe đẳng cấp không nha Hoành thăng là 38 luôn Cây 38 vô luôn là 900 900 nha mấy anh chị Cái lô em này chơi bự hồn nha Bông giấy hoặc là ờ, Miệt quế hoặc là bông trang gì cũng vậy nha Cái số 39 Cao 80 Lô hôm qua em vừa lên là cây cũng bự bữa nay cây cũng bự nữa nha mấy anh chị Hoành thăng là 32 39 em vô luôn là 450 ngàn 450 Cây 40 Cây 40 cao khoảng 80 hoành thăng là 34 cái 40 em vô luôn là 700 cây này đẹp cực kỳ nha tiền nào của đó nghe em bán vừa không chứ bán cao đâu nha các anh chị so clip ta đi cái số 41 là cuối nha cao khoảng 60 cuối clip 41 đây okay. hoành thăng là 39 cái số 41 em vô luôn là 600 cũng là cuối clip luôn rồi nhà vườn mến chào ngày hẹn gặp lại cô chú bác vào những clip tiếp theo